chú điện biểu. Quý vị khách quý và cùng toàn thể nhân dân trong tổ dân phố Xuân Mai 1 thân mến, trong không khí sôi nổi chào mừng các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước, chào mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2018, được sự nhất trí của chi bộ đảng, tổ dân phố cùng các ban ngành của tổ dân phố Xuân Mai 1 cho phép, hôm nay câu lạc bộ dưỡng sinh tổ dân phố Xuân Mai 1 tổ chức một chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Quý vị hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chương trình của chúng ta được bắt đầu. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị thưởng thức bài hát Niềm tin dâng đảng. Vâng, kính thưa quý vị, và để tiếp theo chương trình, xin mời quý vị thưởng thức bài hát Việt Nam I Love do tập thể các cháu thiếu niên nhi đồng trình bày. Trong tôi lớn dần
anh hùng mãnh liệt quyết thắng, không ai có thể cần sướng qua bao nhiêu nọ trang vô đất xây một non sông nước Nga vào thời gian khác đang cho một bài dạy cao hay đất rộng truyền thống dân tộc trong tim luôn khắc ghi bao lâu chiến đấu ta sẽ cho một lý trí ông bà ta nói ăn quả những cảnh trồng cây câu hỏi ra từ những kinh nghiệm mà để con cháu sau này what's up. Dòng máu là không con rồng trong thiên đời mãi mãi tình cao ta cùng nhau vươn lên và công hiến đoàn kết xây dựng nên Việt Nam tỏa trên thế giới đứng trên tay quân đèn đơn giản lẽ trở lời cam kết pháp mới máu cờ ra vàng cùng một trận trong máu đất Việt vào sinh ra tử sẵn sàng với bàn tay đầu chiến let go the sin together on cho all of what I want to say Việt Nam ta đây là bất chế bầu trời hôm nay. Tôi luôn mãi tự hào.
một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Vâng, một điệu múa rất là đẹp của tổ dân phố của chúng ta. Vâng, xin cảm ơn. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị thưởng thức ca khúc được mang tên Thơ Tình Của Núi qua phần trình bày của cụ Khánh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức và đón nghe. Chiều Lên Bản Thượng của nhạc sĩ Lê Đình do tập thể các cháu thiếu niên nhi đồng của tổ dân phố trình bày. Xin mời quý vị cùng thưởng thức và đón xem. Thank you.
tộc trong buổi tối ngày hôm nay. Mời quý vị thưởng thức bài múa Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh, sáng tác Hoàng Sông Hương, qua phần trình bày của câu lạc bộ văn hóa nghệ Cầu CA thể hiện. Ra khơi khi chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi có ngại chi mưa nắng ớ hò. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa. Đời tự do ôi chan chứa bao tình, giọt mồ hôi ớ hò ớ hò. Ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thầm canh em ngại chi mưa nắng ớ hò. Em hỏi rằng vì sao anh ra khơi bóng biển ngày đêm để màu gió anh nắng sợ. Chỉ sao em cứ bông đùa, thuyền anh mãi về với cá bạc đầy quang ớ hò ớ hò. Cá bạc đầy quang để màu da anh sáng hồng, lúa vàng chiều bông cho má hồng em. Ra khơi khi chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi có ngại chi mưa nắng ớ hò. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa. Đời tự do ôi chan chứa bao tình, ta đổ giọt mồ hôi ớ hò. Ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thầm canh em ngại chi mưa nắng ớ hò. Em hỏi rằng chỉ sao em cứ bông đùa, thuyền anh mãi về với cá bạc đầy quang ớ hò ớ hò. Cá bạc đầy quang để màu da anh sáng hồng, lúa vàng chiều bông cho má hồng em. Thương nhau
các bạn thân mến. Và lối tiếp theo chương trình, xin mời quý vị lắng nghe ca khúc được mang tên Người ơi hãy về qua phần trình bày của cụ Mai Thị Ti, 85 tuổi, đến từ câu lạc bộ văn hóa văn nghệ Cầu Xây A trình bày. Mời các cháu ngồi trước sân khấu, đứng trước sân khấu và các cháu ngồi xuống để theo dõi chương trình hôm nay. Mời các cháu đội múa thiếu niên, các cháu ngồi xuống. Xin mời quý vị thưởng thức bài Văn Chầu Bát Nạn Tướng Quân, nói về Lữ Trưng Trắc đưa quân ra trận, do tập thể câu lạc bộ Dưỡng Sinh tổ dân phố Xuân Mai Một thể hiện. Thank you.
tiên na sự tích nữ trung can nổi tiền anh linh đức bát dựng nước 3 năm chiều chứng cứu dân lành thoát khỏi ách lầm than gương anh dũng sánh cùng trời đất nghe chữ nữ chung đỏ mặt non sông ngàn xưa nợ nước tố nhà ngàn xưa cô đất phường lô tiến linh nghỉ giang thế từ tục lương vũ thị nghỉ chấm oanh qua cơn loạn lạc đào binh ý. Qua con mi loạn lạc đào binh giặc tô sát hại dân tình khổ thay ách nô để xấu gì lên nhân nghĩa hại người hiền giết kẻ trung lương túi cơm giáo một phường ôm chân nghịch tặc tính đường lợi danh ý. Cơn sóng gió bất bình lối dậy cha già lửa đốt dầu sôi phạm hương chàng đã qua đời phạm hương chàng đã qua đời vì ta đi nhan sắc lên chàng hàm hoa có chức từ đường tâm hương mi con nguyện giận thù nhà ức vận là hướng long ma khôn thiền trang sĩ anh hùng hồn tiếng trương giang do lòng thiệt đây vậy phải đèo vòng một bức thư thiên dây tấc lòng cung kiếm có đâu về phật ngài cương thường là nước với thù nhà cờ đào tay phất gươm quân từ mà vẫn chưa trao phật nữ nhi nhớ đến giang sơn mà hoành lại đời xưa bò liệu
anh. Thơ để rồi gác mây thanh phong, cũng vì loài giống nạc rồng vua thương. Vì đất nước quê hương ngao ngàn, nữ anh hùng ngài quyết chí hy sinh. Ngày nhớ vua rồi lại thương mình, nước ta ta giữ có tranh giành của ai. Đùng đùng tiếng trống mê linh, bất cờ khỏi kia phi danh hàng đầu, có binh cơ độc suốt đêm thâu. Quân đồng ra trận lấy lưng một phen, quân tô đình bạt vía tinh hồn à, lập nhà Đông Hán không còn một tên à. Nước nhà độc lập từ đây, ba năm giờ vững giang sơn thay hòa, có thuận đời thiên hạ xương ca. Bát ngàn và mười vệ sĩ tới bờ sông Hồng quyết tử quyết sinh, có tháng ba mười bảy nhâm dần hồn tiên đã thác về đền Tiên Ma, có tháng ba mười bảy đi nhâm dần hồn tiên đã thác về. Vâng, xin quý vị hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Vâng, một bài bắt đầu rất là hay đúng không ạ? Vâng, kính thưa quý vị, và để tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe ca khúc Gửi Về Quan Họ. Thank you.
anh chưa đến làng quan họ chọn tình nghe anh hát trao duyên, anh chưa biết dòng sông sông cầu ngàn đời vui sóng nước thơ, anh cũng chẳng biết đến bao giờ ngồi từ bàn thuyền buồn câu hát đây chờ, anh đang ở một tràng pháo tay thật lớn đi quý vị ơi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thưa quý vị, và để tiếp theo chương trình, mời quý vị thưởng thức bài múa Tình ca Tây Bắc.
vị một con tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Cảm ơn người rất nhiều.
dòng một tràng hoa tươi thật lớn đi ạ. Chương trình xin mời quý vị đón nghe ca khúc Vĩnh Phúc Quê Em. Và để tiếp theo chương trình, xin mời quý vị thưởng thức bài múa Hội Xuân Thăng Long. Cõi thắm lòng tiên nhi
Cảm ơn quý vị.